Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Ephata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục những bài học từ trái tim và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. Chuyên mục những bài học từ trái tim. Các bạn thân mến, chuyên mục những bài học từ trái tim là không gian cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ những người bên lề. Họ có thể là những người nghèo về vật chất, nhưng cũng có thể là những người nghèo về sức khỏe, kiến thức hay tình thương. Và cho dù họ thiếu thốn ở phương diện nào, thì sự hiện diện của họ đều mang đến một giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời. Mong rằng sau khi nghe những chia sẻ này, cõi lòng chúng ta trở nên trắc ẩn hơn, rộng lượng hơn và nhiều san sẻ hơn. Muôn nẻo cái nghèo. Anthony Nghi. Dọc suốt tiến trình từ nhà tập sang những năm tháng bên học viện, tôi được diễm phúc được sai đi để làm quen với muôn nẻo cái nghèo của con người. Nghĩ cũng lạ, hồi còn ở bên ngoài, đời dạy tôi phải làm quen với cái giàu để học biết vươn lên trong sự nghiệp. Phải, đời dạy tôi tìm quen với những đại gia, những nhà tri thức lớn, những kiều nữ, dạy tôi phải làm cho mình trở nên nổi bật trước đám đông, trở nên nổi tiếng nhờ tiền bạc hay tài năng. Bởi vậy, tôi đã tập tành tới những nơi sang trọng, giao du với phường quý phái, chảnh chọe trước mặt người thường. Giờ đây, đôi khi những hình ảnh đó trở lại như một sự ô nhục đối với tôi. Vì biết Đức Kitô và vì tình yêu với Ngài, tôi kết thân với những người nghèo. Nói như thế, không phải là tôi muốn loại trừ những người lắm của, bởi cái nghèo mà tôi nhận thấy ngày càng trở nên đa dạng. Mẫu người nghèo tôi được dòng hướng dẫn như một sự chọn lựa ưu tiên dấn thân là những người nghèo thật về vật chất, neo đơn, không nơi nương tựa. Tại bệnh viện, những người nghèo này tôi được gặp rất nhiều. Điều tôi nghe nhiều nhất là lời than vãn của họ. Nghèo còn gặp cái eo, đã không có cái ăn mà còn phải vay nợ để chữa bệnh. Rồi ốm yếu thì lại không làm ăn được, không làm thì đâu có cái ăn, lại bệnh, đời lẫn quẩn, chỉ có thế. Dường như cuộc đời không ưu ái cho họ, nếu nói theo cách thông thường. Hoặc rằng, phải chăng Thiên Chúa trao cho họ thánh giá quá nặng, nếu nói dưới cái nhìn Kitô giáo. Tôi không biết. Chỉ có điều, trong mẫu người nghèo này, tôi bắt gặp hai thái độ căn bản khác nhau về tình trạng nghèo của chính bản thân họ, mà từ đó dẫn tới hai số phận hoàn toàn khác nhau. Mẫu người đầu tiên là những người vô thần, hoặc những người có đạo nhưng không có niềm tin, sống hời hợt, hoài nghi. Những người này thường có thái độ rất tiêu cực về sự nghèo nàn và bất hạnh của mình. Khi tôi hỏi thăm đôi chút, họ thường tuôn ra một loạt những than phiền, chỉ trích về sự bạc bẽo của cuộc đời. Nào là thằng con bất hiếu hắt hủi tôi, nào là hàng xóm chẳng có người nào tốt, rằng con người cuối cùng cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau. Thú thật, sau những cuộc trò chuyện với những người này,
tôi thường cảm thấy rất mệt và một cảm giác nặng nề, u ám bao trùm. Họ thực sự là những người nghèo, cả về vật chất và tinh thần. Đối ngược với mẫu người trên, tôi tìm thấy những con người cũng gặp cảnh nghèo túng về vật chất, nhưng lại một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và chạy đến với Ngài. Cuộc đời càng cho họ những chua cay và đau khổ, họ lại càng chạy tới với Chúa như đấng an ủi và trợ lực duy nhất của họ. Những người này, bất chấp cảnh nghèo nàn và những biến cố bất hạnh, họ vẫn luôn vui tươi và lạc quan. Tôi cảm thấy rất lạ. Nhưng dường như, càng về già thì những người như vậy càng tỏ ra hạnh phúc, yêu đời, đơn giản hóa cuộc sống, và nhất là càng thường xuyên kết hợp với Chúa. Nói chuyện với những người này, tôi cảm thấy sự ứng nghiệm của lời Chúa nơi họ. Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi sức. Họ nghèo mà không nghèo, hay ngược lại, họ giàu có quá đi chứ. Cả một gia tài nước trời đang chờ đợi họ trên thiên quốc. Suốt thời gian dài đi thăm người nghèo nơi bệnh viện, tôi chứng kiến được thêm một cái nghèo cố hữu nữa. Nghèo trong thân phận đau khổ của con người. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi trong cuộc đời, nhưng chỉ trong đỉnh điểm của đau khổ, con người mới cảm nhận được cái nghèo nàn cực độ của kiếp người. Đau khổ vẫn mãi còn đó như một huyền nhiệm. Hết người này tới người kia hỏi tôi: "Sao đời con khổ vậy thầy?" Tôi im lặng. Tôi không thể trả lời cho một bé gái đang gào thét vì người cha duy nhất của em vừa mới bị xe buýt chạy ẩu ép chết. Máu còn không ngừng trào ra ở mắt, tai và miệng. Nhà chỉ có hai cha con. Cha đi làm phụ hồ nuôi em ăn học. Bây giờ em ở với ai? Ai sẽ lo cho em? Tôi không thể trả lời cho người chú 37 năm sống trong bệnh viện vì suy gan, đến nỗi gia đình từ khá giả đến tán gia bại sản. Người vợ cũng bỏ chú mà đi, con cái không còn thăm non nữa. Bây giờ chú sống khổ hơn chết. Thánh giá Chúa Giêsu dường như được dựng lên giữa những đau khổ của con người để cứu chuộc họ. Giá như mà họ có thể biết và chấp nhận điều đó. Niềm tin hơn bao giờ hết là một món quà Chúa ban để đối phó lại những phi lý của đau khổ trong cuộc đời này. Lân la trò chuyện với những ông bà cụ già yếu, tôi đi tìm nói chuyện với những bệnh nhân trẻ ở trong bệnh viện, và rồi chợt thấy đau xót nhận ra một cái nghèo nữa nơi họ. Nghèo trong sự định hướng những giá trị cuộc sống. Chẳng hiểu đời dạy họ những gì mà chỉ vì gây gổ với nhau đôi chút, hai cậu học sinh lớp 10 đã choảng nhau thừa sống thiếu chết đến phải cấp cứu trong bệnh viện. Khi chỉ vì ghen tuông đôi chút mà cậu trai trẻ đã đâm bé gái 16 tuổi 22 nhát dao. Không biết họ nghĩ cuộc sống có ý nghĩa như thế nào khi chỉ vì giận hờn bố mẹ đôi chút, cô con gái tu nguyên nửa bình thuốc rầy tự tử. Giá như mà họ có thể cùng tôi chứng kiến cảnh một bé gái đang thoi thóp từng ngày sống cuối cùng của mình tại trung tâm HIV Mai Hòa mà miệng vẫn luôn tươi cười cảm ơn cuộc đời, có lẽ họ sẽ nghĩ lại. Cô gái đó đã nói với tôi:
cứ mỗi tối trước khi đi ngủ là con lại sợ. Con sợ con sẽ không còn thức dậy nữa. Bao nhiêu người ở đây đã như thế. Và con biết rằng một ngày nào đó con cũng như thế. Nhưng mà thầy ơi, con vẫn cảm tạ Chúa đã cho con hiện hữu trong cuộc đời tươi đẹp này suốt 27 năm qua. Bây giờ, niềm vui của con là mỗi sáng thức dậy, thấy mình vẫn còn sống và được ngắm mặt trời. Vậy là đủ rồi. Con tạ ơn Thiên Chúa. Vâng, tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa. Và giờ đây, tôi cầu nguyện cho linh hồn em trước ngai tòa Ngài. Mong em trên thiên quốc cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho các bạn trẻ biết quý trọng cuộc sống này. Chứng kiến muôn nẻo cái nghèo của cuộc đời, tôi mới hiểu tại sao Chúa Giêsu lại có lòng thương xót thẳm sâu cho những người nghèo và dành nhiều thời gian cho họ đến vậy. Hơn nữa, chính Ngài đã đồng hóa mình với những người nghèo cách tuyệt đối khi tự nguyện chịu chết ô nhục và đau đớn tột cùng trên thập giá. Chiêm ngắm thập giá Chúa, tôi phần nào hiểu được ý nghĩa của cái nghèo và sự đau khổ của nhân loại, dù việc hiểu đó còn rất giới hạn. Tôi cũng hiểu được tại sao dòng lại ưu tiên chọn lựa người nghèo làm đối tượng cho công việc tông đồ của mình như vậy. Nguyện cho vinh danh Chúa hơn. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con nghỉ ngơi chốc lát và cầu nguyện với lời nguyện sau. Chiến thắng của Thiên Chúa thì chắc chắn. Tình yêu của Ngài sẽ khiến mọi hạt giống tốt lành trên trái đất này nảy mầm và lớn lên. Điều này mở ra cho chúng ta niềm tin và hy vọng. Bất chấp những thị phi, bất công và đau khổ mà chúng ta phải đương đầu, lòng thương xót của Chúa sẽ khiến hạt giống trưởng thành. Chúa Giêsu sẽ biến đổi những gì nhỏ bé và khiêm tốn nhất
thành một thực tại, làm dậy lên cả thế giới và lịch sử. Hãy can đảm lên và tiếp tục cất bước trên con đường ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin Chúa chúc lành cho ngày sống của quý vị.